Xin chào quý vị các bạn và bà con. Hôm nay công ty Thế Giới Máy đi bàn giao máy khoan đất đẩy tay Takio TK3B khoan lỗ trồng cọc hàng rào cho bà con phân lô bán nền tại Bình Dương. Đây là dòng máy khoan hố đẩy tay Takio TK3B, một trong những trợ thủ đắc lực để khoan lỗ trồng trụ hàng rào, trồng trụ tiêu, trồng nọc giống, trồng các loại cây. Máy sử dụng động cơ 68 cc 1,8 kW là dòng máy khoan đất cầm tay lớn nhất trên thị trường hiện nay. Máy có thể khoan được đường kính mũi khoan từ 10 đến 30 cm. Khoan ở trên mọi địa hình đất đá, đồi núi, đất cứng, đất nhiều rễ cây, nhiều cỏ. Khoan rất là đơn giản, bà con có thể thấy. Và điều đặc biệt là máy trang bị thêm hệ thống giá đỡ tay đẩy và bánh xe, giúp di chuyển cực kỳ dễ dàng và hỗ trợ bổ sung sức cho người khoan, giúp giảm tải độ rung nắp cũng như độ ghì của máy, để cho những người có trọng lượng nhỏ, bé hoặc là phụ nữ cũng có thể khoan bình thường. Bà con có thể thấy là kỹ thuật viên của chúng tôi đang khoan một cách rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Rất nhiều khách hàng khi mua máy khoan đất thì thường quan tâm là trọng lượng của máy có nặng không, trọng lượng của máy là bao nhiêu và trọng lượng của mũi khoan là bao nhiêu, và một người có thể khoan được hay không hay là phải hai người. Thì dòng máy khoan đất không tay đẩy bánh xe này sẽ giải quyết được tất cả mọi thắc mắc và hỗ trợ cho bà con trong lĩnh vực này. Thứ nhất là máy có tay đẩy bánh xe thì giúp di chuyển đi cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Thứ hai là máy có không tay đẩy bánh xe giúp giảm tải của độ rung nắc và độ ghì của máy, nên là một người có thể khoan từ sáng đến trưa mà không cần phải hai người, vì nó giảm rung, giảm nắc, nó sẽ giảm sức rất là nhiều cho người sử dụng.